Alo. Ai ạ? Em nè. Em ai? Ấy. Sao làm gì không? Sao mấy em dạy con bệnh không? Để ngồi thăm dạy cho vậy không? Cho anh Đạt cho vậy. Hả? Không cho anh Đạt, không cho anh Đạt cho vậy. Bây giờ mày cấp dưỡng con mày không cấp dưỡng là tao làm thẳng tay đó. Nó con chào cô ha. Thì hôm nay anh em tụi con cũng nghe được bà con người ta báo ở đây cũng có cái team, có hoàn cảnh nhà mình cũng có cái câu chuyện hết sức là đặc biệt. Thì trước hết là con xin hỏi cô là cô tên gì, hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi tên Minh mà 52 tuổi. Tên Minh 52 tuổi, quê mình ở đâu cô? Ở An Giang. Quê ở An Giang hả? Và mình lên đây sinh sống lâu chưa? Lên đây cũng mười mấy năm rồi. Rồi còn con nghe nói là con của cô là bé bên cạnh đó là bé gái tên gì? Nguyễn Thị Như Ý. Nguyễn Thị Như Ý hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 18 rồi. 18 tuổi rồi. Ừ. Rồi cái câu chuyện mà cô muốn chia sẻ với tụi con ngày hôm nay là như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho anh em cùng chia sẻ đến quý vị khán giả không cô? Chia sẻ điều gì nữa? Thì cô, con tụi con có nghe nói là bé hồi 9 tuổi rồi bé bị sao đó? Bé bị xâm hại á con. Bé nó giống như là bữa Chủ nhật á, tôi mặn công ty rồi tôi nghỉ, tôi ở nhà nấu đồ cho ba nó. Thì ba nó mặn 11 giờ về. Thì nấu 10 giờ 50 rồi, cái nó hỏi mẹ ơi, ba tới giờ về chưa? Tôi nói còn 10 phút nữa. Nó mới nói là vậy thì con ra đón nha mẹ. Thì nó chạy đi đón, đón thì nó ra ngoài cổng, đường cổng thì nó thằng đó ngoài cái cổng đường kia. Nó gặp nó lôi vô. Ổng về tới nhà đó tôi hỏi ý đâu, nó đâu có, tôi gặp nó đâu, tôi nói nó đi kiếm ông mà cái đầu xứng nhau đi kiếm. Thì tôi lại chọ nó, thì đến đóng cửa hắt nhà cổng, nó đâu Chủ nhật vợ chồng nó ở nhà, nên là tôi không kêu cửa, tôi bỏ đi kiếm chỗ khác, đi kiếm không có. Vậy là hồi đó là năm 9 tuổi là bị cái người người dượng là cái người chồng nhỏ, em gái của cô em đúng chồng, không? Em... Rồi cái câu chuyện đó thì pháp luật có xử lý chưa? Có xử lý rồi. Cũng như là kêu án nó là tử hình đó mà tôi xin giảm án được 15 năm tù. Vậy thì tụi con có nhìn thấy có một bé gái nhỏ trong kia, đó là một câu chuyện khác nữa hả? Vậy là cái bé gái đó là hoàn cảnh như thế nào mà sinh ra bé gái đó? Nhỏ này nè, nó dạ không, bé nhỏ trong kia kìa. Gọi bé ra đây ngồi nhỏ luôn. Đó là con nhỏ này. Dạ. Cô gọi bé ra đây ngồi luôn rồi cho các em chú ghi hình luôn. Rồi bé này là sao, ba ở đâu? Ba nó gạt ở, bỏ đi trốn 2 năm nay. Ủa? Rồi ở 5-6 tháng rồi trốn đi nữa. Dạ, vậy là hồi đó là cũng bị là xâm hại luôn. Dạ. Nhỏ này lúc mà nó gặp ba nó là mới 14 tuổi à, là 15 tuổi rồi xe lỡ đông tháng mấy rồi là qua Tết cái là 16 tuổi là tới tháng 12 nè, mà nở lòng nào mày ở nó gian cái nói chị ơi con mà lỡ vậy rồi chịu trách nhiệm con nữa, con mặn con nuôi vợ nuôi con nó em về đâu là nó trốn đi luôn, đẻ ra được 2 tháng là nó trốn đi luôn tới giờ. Vậy thì trước đó mà có cái làm gì trước đó chưa hay là cái lần đó thôi, có nhiều lần không? Thì lần đầu tiên đó là tôi sửa mấy, tôi may đồ gia công đó, rồi nó lại nó sửa mấy may, nó lại sửa thì nhỏ này nó ngồi mấy bên đó nó ngồi nó ăn cơm, rồi nó nói nó dòm nhỏ này, nó nói là dì ơi sao gặp bé này sao con thương nó quá hà, nói thôi con tao mới 15 tuổi à mà nó bệnh nữa, cái nói 15 tuổi có đi mặn gì không, tôi nói không, nó bệnh, nó hỏi bệnh gì, tôi nói nó bệnh giật nó. Nó vô máy móc không có được, nói vậy thì chị nữa rồi chị gãi cho con đi, con mặn con kiếm chuyện mặn con nuôi vợ con nói thôi đi mẹ ơi, mày đừng có, tao không có gả đâu, con đâu khờ lắm, không có gả. Rồi nó nói để mà chị gả con đi con thiếu nợ, con chịu cái khờ chứ con không có chịu cái khôn, kiếm vợ khờ chứ không chịu vợ khôn. Nó mới đầu thì nói mình được lắm, rồi sau lại tôi nói thôi con đâu nhỏ đâu có gả đâu, mày muốn gì mình quen tìm hiểu đi, vài năm tao mới gả đó. Mình thấy vậy mình mới để cho nó với thằng này ngồi nói chuyện cho nó qua lại, mình mới bước qua chỗ như chỗ bên đó vậy đó, là anh đây nó dắt nhỏ lên gác cho nó ở tại cái phòng trọ này luôn, phòng đằng kia kìa, đằng công ty muối ăn á, là cô bắt gặp luôn á cô? Không có bắt gặp, rồi á đầu nó đi xuống trước còn nhỏ này xuống sau, mà cái áo của nhỏ này nó để trong luôn quần á. Và tôi cũng nghi rồi, mà nhỏ này nó cũng không có nói, tại nhằng kia nó dặn nhỏ này là không có được nói nó. Rồi sau nữa
là nó đi cho đã đi mua kẹo mua bánh này kia, lần này nó gặp nó mới dụ nó mới biểu đi uống trà sữa, chạy đi uống trà sữa với người ta đâu là mà 2-3 tháng gì đó mới mang bầu đi, tôi không có hay. Rồi cái bà chị Năm, bà Năm ở cái bên đó là với bà Ba bán bánh mông lan nè, bà nói hình như là tôi thấy con Ý hình như nó lạ, bà Ba ơi nó có bầu gì mà nó gặp con Hương nó ăn khóm là nó chạy nó miếng hà, mà nó giật nó không có dám ăn khóm được. Nói với bà này đâu dám cho ăn, tôi mới sợ đi, chiều tôi mới chở lên mất chị Tú á, là siêu âm là nó có thai là 4 tháng rồi. Rồi tôi mới điện nó xuống nó máy hư, chứ tôi không nói vụ này sao nó trốn luôn. Đó, tôi mới nói điện nó xuống, nó tưởng đâu là kêu xuống sửa máy, nó mua nước ngọt lên vô nhà tôi á. Tôi mới nói là ngồi xuống đi, tại sao mà em nó khờ khạo gì mà ở nó mang bầu. Nó quỳ nó lại tôi dữ lắm, lúc đầu tiên phải 4 tháng, lúc thiên là mới con tháng mấy à. Đó. Nó mới làm là gì vô gì tha lỗi cho con đi, con chịu trách nhiệm. Nó mới lột chiếc nhẫn của nó đó, nó mới đưa cho tôi lần đi dẫn nhỏ này đi phá thai lần đầu rồi. Lần đầu đi phá thai một lần rồi, đi phá thai lần đầu rồi vậy thì thôi đi. Quốc tháng sau nữa mới dắt dụ dỗ đi nữa mới mang bầu 4 tháng đó. Tôi mới phát hiện 4 tháng mới để đẻ luôn, rồi nó mới thấy là thì siêu âm con gái nó mới về đó. Nó siêu âm con gái mà lúc đó tôi chưa biết nó có vợ nữa, nó lại nó sửa mấy mai cái lần đầu tiên thì chiếc nhẫn đeo tay của nó lột da mình đâu biết, tới lần sau nó sơ ý nó không có lột. Tôi mới nói chết rồi, mày có vợ mà sao mày lại ở với con tao. Nó mới lột nhẫn da giấu, tôi nói thôi con đừng giấu nữa, con giấu gì biết hết rồi, con có vợ. Nó nói con vợ con ly dị rồi mà chưa da tò, để con diện nói ba mẹ con xuống làm đám cưới đàng hoàng. Rồi về chảnh hôm 2 tháng 9 nó về chảnh, nó làm thinh nó nói với ổng bả. Rồi tôi mới điện về chảnh, tôi hỏi Giang mày nói với ba mày chưa, cái nói chưa. Tôi nói mẹ không nói nữa, con tao đẻ tao đem vô phòng mày, tôi nhà mày tôi liền vô phòng á. Cái bắt đầu nó mới nói với ổng bả tối là 2 bữa sau ổng mới xuống, ổng nói chuyện sẽ lỡ rồi, để chị im đi đừng cho nó ra tội với vợ nó xong xuôi đi, rồi tôi xuống tôi làm đám cho con đàng hoàng, chứ tôi không để như vậy. Ai chồng hứa tới nào nó đẻ luôn, ăn này tháng này hai chồng có da, nó da cho nhỏ này chiếc vòng. Rồi là tháng sau nhỏ này ảnh chồng là bắt đầu là hai vợ chồng có ra, nghĩa là ông bà nội của ông bà nội như này nè. Bây giờ là đi về chồng nó ta bàn tính sao cho con ta trốn đi 2 năm nay. Là trốn rồi và cái đầu ra đây nhỏ này không thấy chồng nó mới khóc. Tôi mới điện về chồng tôi nói chị ơi thằng Giang đi đâu mà ý nó điện không được, nó khóc quá trời rồi. Bà nói bà đi kiếm nó về đang bà đụng nó hả, bà kiếm nó về bà đụng nó gì, bà ghen hay gì mà bà đi kiếm nó. Cái câu tức ghen mà bà nội nói vậy hả? Dạ. Sao nói kỳ vậy? Giờ tôi tức dữ lắm, ấm ức dữ lắm, mà cái đầu tới nào mà nói vậy rồi thì tôi nói chị nói vậy thôi, chị kêu nó lại chở ba cái đồ mà mấy mai đó chị chở đi. Cái nó nói ba đồ đó bỏ đi, chị bán làm gì làm đi. Bây giờ con xin ngắt lời cô tí ha. Thì hồi nãy cô có chia sẻ là trước khi mà sinh cái bé này. Yeah. Bé này tên là gì? Như Liên. Như Liên thì dễ thương đúng không? Yeah. Rồi trước khi sinh bé Như Liên này á, là đã có lần nào mà phải đi phá thai chưa? Có rồi. Yeah. Một lần đi phá thai. Yeah. Rồi tại sao mà sau cái lần đi phá thai đó mà gia đình mình không có biện pháp nào để can thiệp vô sao mà để sinh cái bé này luôn, tội vậy? Nó năn nỉ dữ lắm, người bà này nè, nhỏ con của này nó mới đi mua đồ của đảng dụ đi nữa đó. À, năn nỉ rồi. Yeah. Mình cũng biết rồi nhưng mà lại dụ đi gần nữa. Yeah, dụ nữa thì dữ lắm. Mà giữ không được. Vậy là bé này có bình thường không? Nó bị thần kinh mà. Nó khờ, nó đâu có đếm được tới 20 đâu. Dép mà măng, không biết dép mặt, dép trái nữa. Tại vì cái vấn đề này nếu mà theo cái câu chuyện này thì nó mang cái tính chất về pháp luật rất là nghiêm trọng, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi ảnh cái mà nó đi 2 năm nhỏ này Tết đây ẩm vô chổng, bà cho được 1 triệu bạc. Cái bà nhỏ nó khùng mà cũng biết xài tiền hay vậy. Là bên nội nói gì hả con? Bà nội nhỏ bà nói là khùng hay biết xài tiền hay gì. Bà biểu nhỏ này á, mày nói với mẹ mày để tới mẹ mày đừng có vô đây, mẹ mày vô đây tao chửi tao tát nước vô mặt luôn. Vậy là nhà quê nhà nội là ở đâu? Ở Phú Bình. Phú Bình là tỉnh nào? An Giang. Tỉnh An Giang. Dạ. Cô có biết rõ địa chỉ của nhà nội không? Biết đó nó luôn hả? Dạ. Vậy làm sao mà quen được cái anh mà quen bé này, ba của đứa bé này là tên là gì? Nguyễn Trường Giang. Là bao nhiêu tuổi rồi con? Năm 90. Sinh năm 90 này, nay cũng 30 mấy tuổi ha. 33. Rồi làm sao trường hợp nào mà quen được bé Như Ý này? Thì nó đi sửa máy may đó. À, sửa máy may cho nhà cô. Dạ. Yeah. Xong rồi quen con gái cô. Yeah. Rồi dụ dỗ con gái cô luôn. Yeah. Là bây giờ là không có chịu trách nhiệm gì hết. Không chịu trách nhiệm chứ. Dạ. Yeah. Lúc đẻ thì nó vay tiền nhà nước được 3 triệu, là nó lo tiền đẻ này kia, là 2 tháng là trốn đi.
Vậy là hồi đó là gia đình nhà mình cũng làm căng, sau đó là quay trở lại về đây là làm dịu, gọi là mang nỉ rồi xin ở lại một tháng. Sau đó bắt đầu là quay trở lại là đi luôn. Về đây là ở cũng trước cách mà dịch vừa dứt đó, vừa dứt dịch đó là nó về đây nó năn nỉ đó, năn nỉ là nó không, mình nó không có đồng bạc, nó đói nó mới về đây. Rồi về đây là sinh ra có ba có chu cấp cái gì không? Không có chu cấp một đồng xu cấp bạc nào chứ. Không chu cấp một cái gì hết. Em không biết có điện thoại ở đâu rồi. Bây giờ cô điện thoại đâu rồi? Đấy số điện thoại của anh Hai có mẹ đưa cho. Đâu rồi? Gọi cho ai? Tính gọi cho ai? Trên đó số điện thoại đấy, số wifi. Hiện tại là ba của bé đang ở đâu mà cô? Bây giờ là nó không nó nói giờ nó ở gần đây mà nó nói nó trên Dĩ An chính. Dạ. Giấu nó ở trên Dĩ An. Là từ bây giờ cô có liên lạc được không cô? Không. Rồi không liên lạc được không luôn. Không liên lạc luôn, cái gì không liên lạc hết chứ. Rồi cái chuyện này cô có báo chính quyền địa phương không? Nếu mà bên người nhà, bên nội mà không chịu trách nhiệm á. Thì tôi nói là cho cơ hội là đây tới Tết mà coi có quan tâm mà cấp dưỡng cho con không. Còn nếu không có là Tết tôi về là đút đơn xã tắm với huyện tắm là can thiệp vô không mà cấp dưỡng cho bé chứ giờ. Tôi bệnh là tôi không có mặn gì nổi nữa, ổng thì bị xiển đó. Mặn thở lên thở xuống mặn đâu nổi đâu. Rồi giờ phải nó phải cấp vô chứ để mình tôi nuôi không nổi. Ông bị xuyễn là chồng của cô hả? Dạ. Là ở chung với căn nhà trọ này dạ. Ông xuyễn nửa đêm 2-3 giờ ông chưa ngủ không ổng thở không. Dạ dạ. Rồi cô kêu bé Như Ý à? Vô kẹp cái mic tôi là cho mọi người hỏi thăm một chút. Bé Như Ý hiện tại là em được bao nhiêu tuổi? 18. Bây giờ là 18 à. Một cái thời gian mà em bị hại là lúc đó mới 15 hả cô? 23 đuôi á cô. 9 tuổi. Lúc mà bé Như Ý là 9 tuổi là bị người dượng của mình là xâm hại. Sau đó là người dượng đi tù. Trong quá trình mà người dượng đi tù là bé Như Ý một người đàn ông khác là lợi dụng bé Như Ý. Là xảy ra cái vụ việc đó là có thai. Sau đó là gia đình mới là phá thai đi. Khóa hai xong rồi người ông đó ví dụ bé Như Ý trong quá trình nào bé Như Ý bị khờ khạo bị thần kinh này kia nè, mỗi lần bé Như Ý đi mua đồ này kia, ví dụ bé Như Ý là đi uống trà sữa này kia là nhắn đi khách sạn tiếp. Và lúc đó thì bé Như Ý mới đầu là có thai tiếp. Và 4 tháng sau gia đình mới phát hiện ra bé Như Ý có thai và mới đẻ ra tới giờ. Trong quá trình mà đẻ thì gia đình không biết là thanh niên đó có vợ, sau này mới lộ là có vợ. Đi qua bển á, làm cho này qua nè, bả nói hồi đó sao mà không móc nó da thẹo nó ra từ miếng thịt liền bỏ đi. Đó là ai nói bà nội đó. Bà nội nhẫn tâm đến vậy luôn. Đúng ra thì nếu mà con trai mình đã có cái vô trách nhiệm như vậy rồi, gây cái hậu quả như vậy rồi thì bậc làm cha làm mẹ thì phải có cái trách nhiệm với cái cháu chứ ha. Bởi vì bé Như Ý ngồi sát sát qua đây cho mọi người hỏi tí. Thì em có thể kể lại cái quá trình mà em bị cái anh đó tên là anh Giang hả? Giang. Anh Giang anh dụ dỗ như thế nào không? Ở lúc ở sở những mai, mẹ em á, em ngồi đó em ăn cơm đó. Mà nó nói là cô ấy muốn hương quá à. À tối trở lại mua chai nó mua hùng nước ngọt mà cho em 500 ngàn nữa. Tại tiền luôn hả? Mà em 4 triệu. Nó phải 500, nó cho có 100 mà trong bao lì xì á. Mà nó là lì xì cho em tiền sạch Tết. Là trong bao lì xì á là 100 ngàn. Ví dụ em á, em cho nó không biết tiền sữa không. Mà em nói ông đi muốn đi xin mẹ cho hết một em mới đi đâu có cho đi đâu đi mua đậu em đi. Mua và bông giặt đậu ấy chở em đi luôn á em không biết đi đâu luôn á giờ nghỉ á trời ơi vô nghỉ vô nghỉ luôn á em có la hay là em mới em có la ông bóp cổ em ông bóp miệng em ở chặn hai tay em lại thôi à không cho em nhảy nữa. Không chơi nhảy ra đó ha. Không chơi nhảy mà nó nhảy. Vậy sao mà những cái lần tiếp theo mà tại sao em vẫn đi theo? Em mua bé lâu, lúc đầu ấy, lại chở em đi mua lò, chở em đi mua lò ấy, em không chịu chèo lên xe nữa. Mà em ra mua về quăng giặt lò ấy, với mua chai giữa chén đó, vô giữa chén mà hỏi nhà mẹ dâu vậy. Còn em biết đó sao em đi mua bịch bông giặt đồ ở xe chở nè nói gì đó lúc đó dụ em đi vô nghỉ nữa. Sao những cái lúc đầu á em đặt người đó đã có những hành động mà em không báo cho mẹ em để kịp thời mà ngăn cản nó khờ lắm. Tại vì lúc đó là bé bị tinh thần á như là hơi bị khờ không có nhớ bé đi về không nhớ. Thế mà bé đi về nhà mẹ hỏi sao bé không kể được luôn thì bé không có nhớ nó không kể nó không biết mà kia nói gì nó cũng không biết luôn. Vậy đi nhà nghỉ có nhiều lần không? Nhiều lắm nhiều lắm luôn
từ đó là cứ làm như vậy hoài hả? Dạ. Vậy sao em về em không kể cho mẹ biết? Em quên. Em quên nhớ. Biết quên nó không nhớ đâu. Mới đi nhà nghỉ xong về lại quên luôn. Nó sợ nó không nhớ. Có khi nào mà em rủ anh đi không? Hay là toàn anh em đi? Nó ăn nó dắt em đi không à? Em muốn vợ đó ai cũng thương chân ai đâu mà dắt mình nó. Rồi anh đi anh có hứa với em cái gì không? Không. Không hứa gì. Chả hứa nhà mẹ muốn có con không? Con nói muốn có con một đứa nuôi ở già. Mà ốm đậu mẹ nói nhà nhỏ có hai giờ điện nó đợi mẹ nó đợi hắn nhận nó ốm đậu chưa biết gì chân á. Nó đợi hắn nhận nó quỳ xuống nội mẹ em á, quỳ xuống nó lại dữ lắm. Quỳ xuống nhưng nội mẹ em lại hắn nhận ra chơi dẫn em vào thử khai đó, thả khai đó. Vậy lần đầu tiên là đi phá luôn. Dạ. Lần thứ hai là không, tại sao lần thứ hai là không? Tại 4 tháng rồi, tại nhỏ này đâu có hành động gì đâu, đâu có biết đâu. Dạ. Dạ. Vậy là cũng 4 tháng mới phát hiện á cô. 4 tháng mới phát hiện lần nhỏ này nó thành biết con gái rồi. Nó mới hay con gái, nó mới tự nó chở đồ lại bảo luôn. Rồi đó, bữa trước đi về lại đây đó. Chở em đi nữa. Trời ơi, nhẫn tâm chứ gì. Bởi chở em đi nữa. Chở em đi nữa mang nhỏ rồi luôn á. Ai nào gần đây là hôm mà hết dịch xong là về đây. Ừ. Vẫn tiếp tục chở em về nhà nghỉ tiếp. À, vậy là vẫn cố tình chứ không phải là một lần lầm lỡ. Là thông nhận là cố tình rồi. Thì cô khi mà cô nói chuyện rõ ràng với anh đó thì anh đó nói là bây giờ đã ly dị vợ chưa? Bây giờ hai bên chưa gia tòa, không có gia tòa chứ gia tòa. Mà nãy ai nấy ở. Nó bây giờ ví dụ cái trường hợp ha. Mà bây giờ người ta cái giấy kết hôn nó còn đã bỏ đây. Thì bây giờ là ví dụ mà người ta ly dị vợ người ta, mà bây giờ người ta làm người ta muốn nuôi dưỡng bé với lại con thì gia đình mình tính sao? Phải thì nó mở lỡ nó nuôi vợ nuôi con đó là tôi không có nói gì trơn mà nó bỏ luôn. Không? Dạ. Nó không có nuôi vợ nuôi con gì đây, nó không nuôi ngược bà nó đây chặn điện thoại chặn Zalo rồi cho em Đạt nó hết dịch nó về đây nè, nó chịu lỗi nó xin lỗi, nó chịu trách nhiệm nuôi vợ nuôi con mà nó ở đây nó không màng, nó nằm đây mình nuôi nó luôn. Nằm đây nuôi luôn, nằm đây nó nuôi luôn, nó không đi màng được tháng rồi lãnh lương thì nó nói công ty giật của nó đó, tháng sau thì màng trọn vẹn là kiếm chuyện đi luôn. Nó chọn ngoài kia nó bỏ ngoài á, không chu cấp được cái gì, 500.000 ta cho luôn. Dạ dạ. Vậy thì hồi đó mà sinh bé như ý này mới có 15 tuổi mà sinh con thì hồi đó 16 tuổi. À, 16 tuổi dạ. Chắc còn khó khăn lắm không? Dạ. Thì làm sao mà bé chăm sóc mà được sinh, con? Mà sinh mổ nữa chứ phải sinh thường đâu. Vậy hồi đó làm sao? Tôi nuôi không mà. À là cô nuôi luôn. Dạ. Mua sữa tàn sữa hộp cho nó uống được 1 tháng 2 tháng vậy, nó xây ngang sữa bò. Uống sữa bò luôn tới giờ. Dạ, có nghĩa là bây giờ mong muốn của cô là cái người cha của cháu bé là tức là cái người mà lay lên cái bào thai đó là có cái trách nhiệm là tới đây để mà chăm lo cho em như ý là được đúng không cô? Giờ tôi thôi giờ không có cần nó là trở lại ở mà lo cho con ý. Nó chỉ là tròn trách nhiệm nó nuôi con nó. Dạ. Yeah. Nó mà giờ nó không nuôi luôn, đồng bạc nó cũng không nuôi nữa. Từ lúc sinh giờ là không có đồng bạc nào luôn. Không, nó lúc sanh thì nó vay được 30 triệu. Nó lo sanh đẻ rồi lên ca mổ rồi là ở 2 tháng mà nó đi luôn. À vậy là cũng có lo cho sinh đẻ. Dạ. Rồi ông bà nội cũng có chu cấp cho cái gì không? Không. Không luôn. Bà hổng đi qua bển nằm bển nó còn nói hối nhà bà nói xong cắt nó ra từ miếng thịt em liệng bỏ đi. Trời. Chuyện kỳ quá ha. Ừ, bà nói gì đó. Vậy thì bây giờ theo cô thì cô muốn cái tâm tư nguyện vọng của cô như thế nào? Thì tôi nói là miễn nó cấp dưỡng cho con nó thì thôi, còn nó không cấp dưỡng con nó thì Tết nay tôi về tôi đút đơn lên xuống xã với huyện là nhờ nhà nước can thiệp vô chứ giờ tôi không có nhà mà nhu nhượng nữa, tôi để 2 năm nay rồi. Ông chồng tốn can hoài ở không cho thưa đó, tôi mới để tới bây giờ. Là bây giờ là muốn cho thưa là đi tù luôn. Dạ. Ha. Còn nếu mà đã đi tù rồi thì đâu có cấp dưỡng được cho cô. Nếu nó cấp dưỡng thì thôi, mà nó không cấp dưỡng là tôi đi thưa. Nói chung là cái vấn đề này nó liên quan đến pháp luật. Dạ. Tại vì nếu một đứa tới trẻ tới nhà nước rồi là không còn nghĩ tình nghĩa gì nữa chứ. Đúng rồi, tại vì 15 tuổi là dễ bị thành niên thì dạ. cái lỗi cái tội của nó rất là nặng. Nó lại tới xã rồi. Nó đi bạn con nhỏ này có chữa 7 tháng nó đi, nó về nó lấy dao nó kiếm chuyện nó quánh con nhỏ này, tôi ngồi tôi mai tôi mới chạy vô. Tôi hỏi sao con? Nó thay ngang nó rút cây dao yếm mà cây dao mà thái mà nhọn đó, nó lên đưa nắm cái đầu tôi nó gịch nó cắt cổ tôi vậy nè. Không cô luôn hả? Ừ. Rồi tôi nắm cái dao được tôi dãy tôi lên ra thì nó vô lấy cái dao khác nó làm tôi cái nữa. Nó mà lên trên xã chảnh nó lôi lên xã chảnh nó nói để thử máu nhỏ này 18 tuổi tôi ở tù chứ nó không ở tù. Lên chảnh nó coi giấy khai sanh rồi giấy căn cước của nó đó.
mà có 16 tuổi, tao nói 16 tuổi là tội hiếp dâm, cho nên là mày phải nuôi cái con ta, bả mày lên mẹ tù mười mấy năm. Nó lên cái nó biểu tôi năn nỉ tôi là một lần, nó biểu tôi khóc lên, tôi khóc lên, nó biểu khóc lớn lên đi cho người ta thương, thả ra cho nó về để nuôi. Già độc vừa thả ra bữa nay ngày mới làm tiếp. Vậy là chính quyền xã dưới nhà cô ở là đã có can thiệp rồi? Có. Và sau đó cô xin thả ra hả? Dạ. Tại vì nó chưa làm đơn đúng không? Chỉ có đơn là bình thường thôi đúng không? Dạ, chưa có đơn. Mới nó nỉ đi là mình lên xã chính là nhà nước binh nó. Nghe đâu rồi là mấy ông đó nói là 16 tuổi là ở tù lỡ lịch mười mấy năm đó. Nó mới sợ đó, nó biểu mình là xin cho nó về đi, nó nuôi về đâu về, bữa trước có sao đi làm nữa. Cái đó là góc độ tình cảm thôi. Nhưng mà khi đã làm đơn rồi á thì có xin cũng không được. Nha. Chắc chắn là phải liên quan đến pháp luật và phải đi tù là chắc chắn. Kể cả gia đình cô có xin có như thế nào chăng nữa cũng phải đi tù thôi. Thì bây giờ cô cứ suy nghĩ hả? Hay là mình tính nếu mà bây giờ mà chỉ cần yêu cầu mà mang đứa nhỏ này mà về chu cấp là được đúng không? Dạ. Chu cấp nuôi dưỡng nhỏ này đi, rồi nuôi tiếp tôi chứ giờ tôi không có nổi còn bây giờ... mà người quen đường cũ rồi nó đừng trách tôi. Bây giờ cô liên lạc với gia đình được không? Không. Không, bữa hổm tình sinh thì tôi liên lạc, bà bắt lên, bà nói giờ bà không biết tới làm gì bà làm đi. Bây giờ cô thử gọi cho ba của đứa bé nào được không? Có được không? Được, không được, không được. Không, đâu bây giờ em cứ lấy gọi thử. Không, gọi thử. Không, em có số điện thoại luôn. Gọi thử. Trên gác thôi. Trên gác em lấy số điện thoại em bấm, em điện không được đâu. Chặn hết trơn rồi. Bé quá thiệt khờ. Chặn hết rồi. Khờ quá. Mỗi lần mà bị như vậy là gì là không có nhớ gì. Không, nhiều khi là chặn số đó thôi, số mình gọi vẫn được á. Chặn một số. Ừ, số khác có khi gọi vẫn được. Có trong máy nha, có chị nè, đưa máy gì coi gái. Mình lấy cái máy khác mình gọi. Bây giờ Phan hả, gọi cái số 9. Bây giờ mình lấy cái máy khác mình gọi. Gọi thứ đổ chua không? Nè, số 88 đuôi nè. Đây, bây giờ đây để nghe. Đừng có. Đây, số 88 đuôi. 88 đuôi đúng không? 88 đuôi. Rồi, đây. Đây là có nên sẽ rồi. Sẽ làm lơ đấy. Có nên sẽ rồi. Rồi bây giờ anh đang gọi. Đó, tự chung. Alo. Ai em nè. Em ai? Ấy đang làm cái gì không? Sao mấy em dạy con bệnh không đi ngồi thăm dạy cho vậy không cho anh Đạt cho vậy? Hả? Đang làm có liền đâu mà hỏi thăm hỏi thăm không có gì không? Không cho anh Đạt, không cho anh Đạt cho vậy. Bây giờ mày cấp dưỡng con mày không cấp dưỡng là tao làm thẳng tay đó. Nói tắt máy luôn á. Nói cấp dưỡng là tắt liền ha. Ừ. Nói có chứng với chú đó. Tắt máy rồi đó. Nói chuyện cũng nói chuyện với chị em đó. Nói chuyện không có thiện cảm. Không có thiện cảm luôn. Không có thiện cảm với em đó. Không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm thiệt. Nó không có tiền đâu à. Chuyện đâu mà hỏi thăm. Ừ. Con cái mà nói chuyện vậy ha. Bây giờ em ngồi xuống đây. Bây giờ em còn thương anh đó không? Có thương không? Không. Có yêu ngày xưa có yêu không? Không. Không yêu luôn hả? Tại bé nó cũng khờ quá. Bé hơi khờ. Bé khờ. Mà thấy tội thiệt. Nói chung là cái sự mẹ em nói mẹ em nói ngoài đó tắt máy đó, tắt máy gì em đó. Không còn hỏi em ai vậy? Thôi em nói. Ý à mới biết ý á. Mới đầu em nói con đang con bệnh không chạy bệnh gọi thăm giờ em cho anh Đạt. Nói không có tiền sao để cho anh Đạt. Anh Đạt là? Lạc điên liên lạc á. Liên lạc hả? Nó giật nó quẹo lửng luôn à, không, sao không liên lạc ha?
Vậy là bé ý này nghe nói là cũng bệnh gì hả cô? Nó bệnh động kinh với thần kinh đó, bởi vì uống thuốc hoài. Uống thuốc thường xuyên hả? Ừ. Còn bé con này có sao không? Không, nó không có ấy, nó bị thiếu máu không à. Dễ thương quá ha, thiếu máu có phải đi bệnh viện không? Bệnh viện mà không lên chẩn thì bác sĩ hỏi chứ có tiền không, đừng vô máu cho em, nó thiếu máu nặng đó, rồi đâu có tiền, rồi bác sĩ cho uống thuốc về cho nó ăn đó, mà nay nó ăn thấy nó da nó hồng hào. Lúc trước mà mỗi lần liên lạc với anh là điện cho anh được, là điện cho anh là anh cũng điện, nói vậy hả cô? Điện nói là đầu nó là nó ở sim khác, nó không có nghe nữa. Điện ở sim khác, điện ở sim khác. Zalo còn, Zalo chặn Zalo ở đâu? Zalo chặn Zalo ở đâu? Bên Hà Nội là quê ở đâu? Ở xã ấp Phú Bình, xã Phú Bình. Ngay chỗ là Sáng Tre. Là thuộc tỉnh Nghệ An. Tỉnh An Giang. Còn đòi Sáng Tre. Với mình nó còn đây à, cho con luôn. Con cho chúng mình đây luôn hả? Có luôn. Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi. Khi nào cần thì đấy. Nhưng mà trong cái thời gian mà bé bị dụ dỗ như vậy á, ngoài cái anh đó ra còn ai khác dụ dỗ nữa không? Không. Chỉ có chắc chắn không? Là cái thằng ở tù đấy. Có chừng người khác nữa là lúc đó là không được à, tù người không ta có. Không có. Nói một người nào là nói một người đó đấy, nó không có bao giờ nó ấy đâu. Ngoài cái anh đó ra có còn ai rủ em đi nhà nghỉ nữa không? Không. Không ai hết đúng không? Nhưng mà nhiều người thì nó rắc rối rồi nha. Không có. Khó đó. Thì cái mà này giữ ấy, nó còn hơn là giữ con nhỏ này nữa. Dạ. Giữ dữ lắm, nó có cho đi đâu chứ. Đó. Cái này thấy mà... chưa? Bây giờ cái câu chuyện như vậy thì anh em tụi con hôm nay đến thì cũng muốn là chia sẻ. Mà bây giờ cô nếu mà nói chuyện mới không được với cái anh này á, thì nhà nội mình cũng đã nói rồi nhưng người ta cũng không đồng ý luôn đúng không? À. Cũng không đồng ý luôn. Cháu người ta nhìn mà ta không nuôi. Ta nói chị nuôi đi nào, chị chết đi tôi qua tôi ẩm nó giờ tôi nuôi. Trời ơi, bên nội nói vậy sao? Sao mà bên nội nhẫn tâm dữ ta? À. Còn kêu sao không cắt thịt bé hả cô? Sao mà lúc đó không chịu cắt nó cho từ miệng đi, bỏ thì để đẻ làm chi? Để ra rồi thử nhẫn đi. Nhẫn thì thử máu luôn, mà thử máu luôn. Chưa? Rồi cuối cùng có thử không? Có thử luôn. Thử rồi. Thử rồi mới chẹo. Bệnh tôi mới hỏi thử rồi. Sao rồi anh hai anh đi thử máu cháu sao rồi? Cái ông nói thì cháu nội tôi chứ ai? Tôi nói phải cháu nội anh chứ không phải người ta, anh cạo đầu tôi rồi. Vậy là trùng khớp 100% rồi. Dạ, nói đó. Yeah. Bởi vì tôi đâu có sợ đâu, không tôi lại luật sư nói chị có đi thử máu chưa? Tôi nói bên nội nó thử rồi. Rồi còn sao tôi nói là thì coi ông nói cháu nội ổng. Vậy là nó làm dễ thẳng tay luôn, là nó vô tù mà nó bồi thường nhỏ này mà cấp dưỡng nhỏ này. Và hàng ngày thì bé này làm bằng nghề gì? Nó đâu có làm gì được đâu. Nó bệnh thần kinh, nó giật hoài, làm gì ở nhà tôi đi làm được, mà nó nhà nó giữ con không được, phải hát đi. Cô làm nghề gì? Thì đi theo công ty, làm bằng công ty gớm, mặn nó cũng 7 năm rồi. Thì tình trạng vậy là tôi nghĩ luôn. Bây giờ nuôi mẹ rồi nuôi cả con luôn. Dạ. Nói với anh chị hai á, miễn mà còn tình nghĩa thương cháu á, thì nói với Giang là cấp dưỡng cho con nó. Còn nếu mà không cấp dưỡng cho con nó là tôi đưa nhờ chính quyền can thiệp vô, rồi lúc đó thì là ấy lại thì quá muộn rồi. Nói chung là bây giờ cô vẫn hoàn toàn gọi là rộng lượng đúng không? Quan trọng là nuôi con thôi, có trách nhiệm thôi là được. Còn nếu không á, thì cứ đúng theo cái trình tự pháp luật mà mình làm. Còn cái câu chuyện này nếu mà pháp luật mà can thiệp á, thì chắc chắn đó là sẽ phải đi tù, và thậm chí là đi tù rất là nặng, rất là lâu năm. Chứ không phải là 1-2 năm đâu. Cái thứ nhất là bé dưới tuổi vị thành niên. Cái thứ hai là người không đủ trách nhiệm hành vi dân sự. Là cái tội nó còn nặng hơn nữa. Tại vì bé vấn đề thần kinh không được bình thường đúng không? Rồi vậy thì hôm nay anh em tụi con cũng đến đây để chia sẻ cái câu chuyện này. Thì con cũng trước hết thì nếu anh em mà kêu gọi á, có mạnh thường quân thì sẽ ghé lại nhà cô sau ha. Thì hôm nay thì con cũng xin trích cái tiền quỹ từ thiện của con ra là không sao đâu. Cái tiền quỹ là 500 của chị MC Thùy Dương là đang sinh sống tại bên Mỹ. Thì cũng gửi cho cô. Thì cảm ơn em Thùy Dương. Thì chị cô cứ cố gắng, bây giờ cuộc sống cứ như vậy đi ha. Cứ cố gắng lo cho bé rồi mẹ con, rồi cái công việc về vấn đề nhà nội nếu mà có liên lạc lại với gia đình nhà mình như thế nào á thì mình sẽ tính sau. Còn không thì cứ theo cái ý của cô là cô muốn là cho nhà nội một cái cơ hội cuối cùng. Còn nếu mà không thì sẽ ra chính quyền địa phương và pháp luật xử lý.
Rồi thì cũng cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi chị con cũng chào cô nha cô. Dạ. Anh chào em nha. Cảm ơn nha. Dạ.